Vâng, Tị Audio kính chào quý vị yêu âm thanh, âm nhạc trên toàn quốc đã trở lại kênh YouTube của Tị Audio. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục trở lại clip ngày hôm nay, Tị Audio tiếp tục làm những clip để giới thiệu những sản phẩm về với trung tâm của Tị Audio. Ở đây là những cặp loa mà những video trước Tị Audio cũng đã từng nhắc đến với model JBL SR4726X. Vâng. JBL SR4726X mà những video trước thì Audio cũng đã từng nhắc đến, nó đã ở trung tâm của Tị Audio. Tuy nhiên trong một lúc thì cũng không làm được nhiều cái video. Vì vậy nên hôm nay Tị Audio làm một cái video quay riêng biệt chi tiết về những cái sản phẩm 4726X để quý vị và các bạn chúng ta cùng xem và trải nghiệm về những sản phẩm cũng như đánh giá về hình thức, độ đẹp của chất bãi như những cặp như thế này. Những cái model này thì nó là những model được trang bị những chiếc loa bát 40 từ 220 côn 100 và chép kẹt là với model 2447G từ 220 côn 100. Model của bát là 2226HPL đời tem đen. Để làm những video chi tiết về ngoại thất để mời quý vị và các bạn trên kênh của Tị Audio chúng ta cùng xem để trải nghiệm về độ đẹp cũng như để đánh giá về chất bãi như những cặp loa như thế này, thì chúng ta có những đánh giá về chất lượng được độ đẹp bao nhiêu phần trăm và với cái sản phẩm bên trung tâm của Tị Audio như thế nào. Rất mong quý vị và các bạn chúng ta cùng xem và trải nghiệm cũng như để đánh giá về những cặp loa được tuyển chọn rất là kỹ về phía trung tâm của Tị Audio. Trước tiên thì Tị Audio quay về cái mặt phía trước. Thường thường những clip trước thì Tị Audio đóng e căng, nhưng ở clip hôm nay Tị Audio tiện thể mở ra để chụp một số cái hình ảnh để lưu trữ những cái cặp loa như thế này. Vì vậy nên Tị Audio cũng nhân tiện để im vậy để quay luôn cái video để chúng ta được xem luôn về cái cấu hình về mặt trước của những dòng sản phẩm này. Những cái cặp như thế này thì Audio mở ra thì Audio cũng thấy rất là tiếc, bởi vì đáng lý thì không muốn mở, nhưng vì bán hàng thì cũng có quý vị đến được với trung tâm của Tị Audio, cũng có những quý vị ở xa, khi muốn sở hữu thì cũng cần phải xem, ít nhất là bỏ ra một số tiền lớn cũng phải được xem cung cấp về cái hình ảnh, xem ruột gan nó như thế nào, nó mới, nó cũ ra sao, rồi theo cái kinh nghiệm của quý vị và các bạn chúng ta đã tham khảo từ bao nhiêu năm nay để tìm những cái model như thế này. Vì vậy nên là Tị Audio phải mở ra để chụp để lưu trữ hình ảnh cũng như là cần thiết khi cung cấp cho những quý vị đang có nhu cầu sở hữu. Ở đây quý vị và các bạn chúng ta cùng xem, trước tiên là mặt trước của một chiếc loa. Đây là những chiếc loa bát. Tị Audio quay như thế này, chúng ta nhìn thấy từng cái màng loa bát còn rất là đẹp, rất là sáng, và thậm chí nhìn ở bên ngoài là nó còn đang cái màu hơi tím tím nha quý vị, nhìn ở bên ngoài là màu nó còn đang hơi tím tím, nhưng quay vào video thì cái ánh sáng nó rọi lên thì nó chuyển sang cái màu là sáng sáng trắng đấy. Chúng ta cùng xem. Vâng, và đây là bên thứ hai. Những chiếc chép kèn cũng như thế này, và những cái model 4726X này nó cũng chắc chắn cũng được rất là nhiều quý vị đánh giá cao về những cái model như thế này. Đây cũng là những cái model cao, đắt giá và có chất âm thì cũng là cực hay và lại là cực mạnh, bởi vì nó được thiết kế cho những chiếc họng kèn côn 100. Vì vậy nên khi chúng ta hát karaoke hoặc khi chúng ta mở nhạc muốn mở nhạc lớn, khi gia đình có công việc và muốn mở nhạc to thì nó thổi ra những cái tiếng của nó rất là mạnh, và khi chúng ta hát karaoke thì cái dải mic của nó rất là khỏe. Khi lời mic nó đã khỏe rồi thì chúng ta hát nó lại rất là nhẹ mic nhé. Ở bass thì nó lại được trang bị những chiếc bass đời cao cấp 2226HPL 8 ohm. Vì vậy nên cái dải bass của cái đời model 2226HPL này nó cũng cái lời của nó rất là tốt và chi tiết. Nhất là những chiếc bát nó còn được đẹp và chiếc kèn nó còn được đẹp như thế này thì chúng ta chắc chắn cái độ chơi bền bỉ nó rất là bền bỉ và được rất là lâu năm.
thùng thì bên trong chúng ta nhìn thấy là nó cũng được sơn cát, bên trong nó cũng được trang bị là bông tiêm màu vàng. Đấy. À, em xin lỗi, là bông tiêm màu đen. Cũng có những cặp nó bông tiêm màu vàng, cũng có cặp thì bông tiêm màu đen, nhưng đa phần là bông tiêm màu đen những đẩy ích. Nhưng quý vị cũng không quan trọng màu đen hay màu vàng, miễn là lòng ruột đẹp, hàng zin, hàng chuẩn, hàng về có nguồn gốc từ nơi xuất xứ thì chúng ta yên tâm chúng ta để chơi. Và đây là về ngoại thất để tỷ Eldo quay qua về cái ngoại thất để chúng ta cùng xem. Và sau những cái video như thế này thì trong những cái video tới, trong vòng một vài ngày, ví dụ như chưa có quý vị nào sở hữu, tỷ Eldo tiếp tục làm những cái video để mở nội thất, để quay chi tiết để chúng ta cùng được xem là về cái nội thất của cái dòng sản phẩm này một cách thực tế, những cái loa model nó được lắp cái bát như thế nào, rồi cái chép nó như thế nào, độ mới độ đẹp có thật như tỷ Eldo nói hay không, hay là nó chỉ là nói thôi. Đấy, nói là một chuyện nhưng mà quan trọng nó lại là phải cũng có những cái video nó phải thực chất để chúng ta cùng được xem. Đấy, chúng ta cùng xem ở phía trước phía sau, ở những cái chỗ chúng ta thấy đen đen là cái tay của tỷ Eldo bám vào nha. Đấy, tay của tỷ Eldo bám vào là nó đen, vẫn là thường xuyên, vẫn giống như những các cái clip trước mà thôi. Và chỗ nào bám tay vào để quay thì là nó bị dính cái nước, cái mồ hôi nó vào, nó ướt thì nó đen. Đấy. Ở những cái model này thì thùng nó được trang bị là thùng sơn cát, nên là nó rất là phải giữ cái độ bền, độ đẹp rất là lâu, chịu nước rất là tốt. Đây là cái model phía sau, SR-XCG, SR-4726X. Quay gần lại để chúng ta được xem cái model nó rõ hơn, 4726X. Made in USA, Made in USA. Đây, chúng ta cùng xem sang chiếc thứ hai. Những chỗ là bám tay là nó có cái vệt này nhé quý vị, chỗ nó khô là nó đều nhau, khô là nó đều nhau. Đây này, nó khô là nó đều. Đấy, đấy thì Eldo quẹt cái bàn tay đến đâu là nó cái vết chúng ta thấy là nó có cái vết luôn. Thời tiết đang thay đổi, chuẩn bị một vài ngày tới đây thời tiết báo là chuẩn bị nắng, vì vậy nên thì Eldo cũng đang bị ho, nên nói tiếng có vẻ hơi yếu, nhưng mà vì đam mê âm thanh cũng cứ phải cố gắng để mở ra để mời quý vị chúng ta cùng xem, để trải nghiệm về những cái sản phẩm mà bên trung tâm của thì Eldo cập nhật được những cái sản phẩm như thế này. Giá của sản phẩm này thì bên thì Eldo đang cung cấp là giá ngoài 40. Để biết giá chi tiết nhất thì quý vị cứ liên hệ với tỷ Eldo. Nhưng còn giá của nó là ngoài 40, những cái model X như thế này. Đấy, chúng ta cùng xem. Rất là đẹp. Vâng, mọi nhu cầu để mua sắm, để sở hữu những cái cặp loa cao cấp được chơi hay bày đẹp mà nhìn sang chảnh, được hình dáng như những cái cặp như thế này, quý vị và các bạn hãy liên hệ với tỷ Eldo theo số điện thoại đã ghi trên tấm biển đây. Đây là số điện thoại của tỷ Eldo, Zalo 0975600005, hoặc quý vị có thể điện cho tỷ Eldo để chúng ta có thể tư vấn kỹ càng nhất, hoặc nhắn tin trên Zalo tỷ Eldo sẽ trả lời quý vị từ từ, và nhiều những cái model khác nằm bên trung tâm của tỷ Eldo. Rất mong quý vị và các bạn chúng ta xem, cho tỷ Eldo xin một bình luận đẹp hay xấu, hoặc cho tỷ Eldo xin một nút like để kênh của tỷ Eldo được phát triển tốt hơn.
Và bây giờ thì Eldo xin chân thành cảm ơn, xin được rồi. Hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau.